ngày 15 tháng 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã bàn giao Nguyễn Trần Hồng Phúc, 21 tuổi, trú huyện Phú Giềng, cho cơ quan điều tra để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ ma túy trái phép. Thông tin ban đầu, sáng ngày 14 tháng 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú lập chốt kiểm soát giao thông trên tuyến đường quốc lộ 14, đoạn thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, theo kế hoạch. Khoảng 8 giờ 25 phút, tổ công tác phát hiện Phúc chạy xe máy vượt quá tốc độ. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra, song Phúc không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Thấy có dấu hiệu khả nghi, Đại úy Nguyễn Anh Khang, trạm phó trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú và anh Nguyễn Thành Long, chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng ô tô đặc dụng bám theo với khoảng cách an toàn. Khi đến đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, cách đó khoảng 10 km, lực lượng chức năng dừng được xe của Phúc. Đại úy Khang thông báo lỗi vi phạm và mời Phúc về chốt kiểm soát để xử lý. Trên đường quay lại, Đại úy Khang phát hiện một xe tải kéo đất ra đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường nên đã dừng lại kiểm tra. Đồng thời, giao Phúc cho chiến sĩ Long trở về chốt kiểm soát bằng xe máy của Phúc. Trên đường đi, Phúc liên tục yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh nhưng chiến sĩ Long không đồng ý. Lúc đến khu vực ấp 4, xã Đồng Tâm, Phúc bất ngờ chồm lên trước giằng tay lái và bóp thắng dừng xe. Tiếp đó, Phúc đấm nhiều cái vào mặt và bóp cổ chiến sĩ Long. Nghe tiếng chi hô, người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ chiến sĩ Long khống chế Phúc. Riêng chiến sĩ Long chỉ bị xây sát nhẹ. Kiểm tra cốp xe máy của Phúc, lực lượng chức năng phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và ma túy, nghi cần sa nên đã thu giữ để xử lý. Bước đầu, Phúc khai vì chạy xe máy quá tốc độ, sợ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt và phát hiện trong cốp xe có ma túy nên đã bỏ chạy. Trên đường bị đưa về chốt xử lý, Phúc tiếp tục nảy sinh ý định bỏ trốn nên đã tấn công chiến sĩ Long hòng lấy xe tẩu thoát nhưng bất thành. Qua test nhanh, Phúc dương tính với chất ma túy,